thảo nào cầm sách nhưng cũng buồn ngủ ấy nhỉ. Đói nữa. À đúng rồi, chắc là mình đói nên là mình không thể học được. Đi ăn cái gì đã. Má ra, má ra. Sao đây? Má ơi, giờ lại con đang ngủ ạ. Mấy giờ rồi? Đi thi ra đây. Con đến giờ đi thi rồi à? Thì chưa học được cái gì cơ, bây giờ làm nào bây giờ? Tại á, tại em có mất đi ăn. Chị ơi. Ôi. Về nhà nhớ phải học bài nhớ, mai thi rồi đấy. Mai là không được kết quả. Chị cũng sợ lắm. Mai thi ổn mà chị học mãi nó chả vào gì ấy. Mai mà không có kết quả gì á, thầy giáo lại mắng cho thì lại bị không điểm là thầy bố mẹ lại phạt đấy. Ừ chị biết rồi. Tối nay á, mẹ chị mà không đi làm á thì chị sang nhà em học rồi, nhưng mà mẹ chị lại đi làm ca đêm nên chị phải ở nhà mới sang nhà em học được. Nhưng mà nhất định hôm nay chị sẽ học tốt, chị sẽ lấy điểm cao nhá. Baby. Úi trời ơi, chứ quá hôm nay lại được học bài. Mẹ anh đi công tác rồi. EBB. Ui, chuẩn men. EBB. Trời ơi, mình quá. Nó sao? Lần nào cầm sách cũng buồn ngủ ấy nhỉ. Đói nữa. À đúng rồi, chắc là mình đói nên là mình không thể học được. Đi ăn cái gì đã. Mày quá, còn gói bánh đi rồi. Ăn xong thì học tiếp vậy. Đúng là có thật với vực lãnh đạo. Ừ, mình ăn xong mình mới có sức để học được. Vào mắt. Mình ăn hết hộp bánh này. Ở đó tiếp tục học rồi. Ừ, mình làm sao mà học được. Đói mà không thể học được không. Vào mắt. Bánh nhanh hết hộp của bánh rồi. Bánh ngon lắm. Ăn xong no bụng quá. Ừ. Học tí vậy. Ủa no quá. No bụng này cũng chẳng học được cơ. Thôi hay mình ngủ một tí nhỉ. Ngủ một tí thôi mình dậy mình học ngay mà. Ngủ một tí cho nó khỏe. Ăn xong mà học nó cũng không tốt. Chết rồi, trời tối rồi. Ôi, sao mình bảo mình ngủ có một tí thôi. Mà ngủ tận tối luôn ý. Học bài thôi, ngày mai còn đi thi mà. Chăm học rất muốn học nhưng chỉ vì mất điện thôi. Thôi được rồi, mình sẽ quyết định đi ngủ sớm vậy. Xong à, sáng mai mình sẽ dậy sớm để học bài. Bởi vì học bài buổi sáng rất là vào luôn. Được, thôi đi ngủ nha. Má ra, sao đây? Má ơi, giờ lại con đang ngủ ạ. Mấy giờ rồi? Đi thi ra đây. Con đến giờ đi thi rồi hả? Thì chưa học được cái gì cơ, bây giờ làm nào bây giờ? Em có mất đi ăn, giờ làm thế nào? Em đi học. Thôi được rồi. Làm sao? Đi dọc đường em dậy ra bảo. Chị có chị nhá, không mà chị chết đấy. Chị chưa học được gì cả không? Thôi thế chứ em đã bảo rồi. May hôm nay có em chỉ bài cho chị lúc mà đi trên đường. Không thì hôm nay chị đã ăn được một quả trứng ngỗng bằng thế này rồi. Về nhà thế nào cũng bị mày đánh cho đừng sưng mông luôn đi. Em đã bảo rồi mà, về nhà học đi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.